Những diễn biến của cuộc đàn áp đẫm máu Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng Giêng đang ngày càng rõ ràng hơn. Từ những tuyên bố của giới chức cầm quyền, mặc dù cố tình che đậy bằng uyển ngữ, nhưng do tiền hậu bất nhất, dần dần người ta biết sự thật là gì. Từ các tuyên bố của các quan chức đảng và nhà nước, người ta thấy rõ rằng cuộc tấn công vào Đồng Tâm đã được chuẩn bị từ trước, nhắm vào tổ đồng thuận chống tham nhũng do ông Lê Đình Kình đứng đầu. Nhưng phải dựa vào các nguồn tin khác để có thể đoán tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại quyết định một cuộc hành quyết như vậy. Có một số nguồn tin cho biết Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã không đồng ý đàn áp dân chúng, trong khi Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thì hiện đang biệt tâm. Điều này không có gì là lạ. Ông Hải đang bị đảng kêu án kỷ luật khiển trách và có nguy cơ bị nặng hơn khi vụ gang thép Thái Nguyên được đem vào lò trong năm nay. Vì thế, quyết định đem cả ngàn quân tấn công vào một làng quê là quyết định của một viên chỉ huy công an Hà Nội, Đoàn Duy Khương, với sự trợ giúp của Bộ Công an. Ông Khương này đã phớt lờ ý kiến phản đối của Nguyễn Đức Chung, người mà về nguyên tắc cao cấp hơn ông Khương. Ai có quan tâm đến cấu trúc quyền lực tại Việt Nam đều biết rằng các viên chỉ huy công an ở địa phương không sợ những cấp trên chính trị ở địa phương mình, mà họ chỉ sợ các tay chỉ huy ngành dọc, tức là cấp trên của họ trong Bộ Công an. Một điểm đáng lưu ý khác, đó là ông Nguyễn Phú Trọng, người có quyền lực nhất Việt Nam hiện nay, đã ra một quyết định cực kỳ nhanh chóng là thưởng huy chương hạng nhất cho 3 viên công an bị thiệt mạng. Một quyết định chóng vánh đến nỗi khó hiểu, vì vậy không phải là không có lý khi một số nguồn tin từ nhà nước rò rỉ ra nói rằng ông Trọng không biết gì cả. Ông ta cứ nghĩ rằng Đồng Tâm đang có một vụ bạo loạn lớn. Chế độ Cộng sản cai trị đất nước bằng một bộ máy kềm kẹp khổng lồ, đầy uy lực. Bộ máy này là một hệ thống chân rết bắt đầu từ đỉnh cao quyền lực xuống đến sát nhà bạn, đôi khi vào cả trong nhà bạn. Trong hệ thống này, quyền lực đảng và bộ máy công an trị gắn rất chặt với nhau. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu mở cửa giao dịch thương mại với thế giới tư bản phương Tây, hệ thống này bắt đầu có sự rạn nứt, mà sự kiện Đồng Tâm thể hiện sự rạn nứt đó. Nguyên nhân dẫn đến vụ đàn áp ở Đồng Tâm có thể là do quyền lực của cấp lãnh đạo Trung ương Cộng sản bị thách thức khi chính quyền cấp thấp rơi vào tay cụ Lê Đình Kình. Tương tự như vụ ông Lâm Tổ Loan, thôn trưởng làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông ở Trung Quốc, đã bị chính quyền Bắc Kinh thanh trừ vào năm 2016 sau khi ông lãnh đạo dân làng biểu tình phản đối trưng thu đất. Nhưng dù cho tất cả các cấp ngành trong đảng Cộng sản đều nhìn thấy sự thách thức quyền lực này, nhưng mức độ thách thức lại được các phe phái trong bộ máy cầm quyền diễn dịch khác nhau tùy theo quyền lợi của họ. Phe công an của ông Đoàn Duy Khương cho rằng sự thách thức quyền lực ở làng Đồng Tâm rất nguy hại đến sự an toàn của chế độ, trong khi phe của ông Nguyễn Đức Chung thì không diễn dịch như thế. Hơn nữa, Nguyễn Đức Chung cũng đã bị lên mặt báo chí chính thống trước đó vài tuần về một vụ bê bối tham nhũng. Lực lượng công an tuy được mệnh danh là thanh kiếm và lá chắn của chế độ, đang bị những viên đạn bọc đô la xanh bắn tơi tả, cảm thấy hậm hực là tại sao bên phe chính quyền của Chung Con chủ tịch lại có quá nhiều bổng lộc, dù Chung Con vốn là một đồng chí công an của họ. Cũng có thể là vụ Đồng Tâm là một cú quậy phá của phe nhóm nào đó không ngừa Nguyễn Xuân Phúc, vì ông Phúc vừa thành công hiệp định thương mại với châu Âu. Cả thế giới đều biết đến 4 người chết trong một vụ đàn áp, thì ông Phúc ăn nói làm sao với châu Âu? Dĩ nhiên bên ngoài, ông Phúc vẫn là đồng tâm nhất trí với các đồng chí công an. Nhưng có lẽ cũng chỉ còn ít người tin cái tình đồng chí ấy giữa các đảng viên ngày nay với nhau. Điều an nguy cho đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là sự mất kiểm soát của hệ thống. Nay, không phải chỉ là trên bảo dưới không nghe nữa, mà là không ai nghe ai. Chế độ Cộng sản Việt Nam có thể không sụp đổ về hình thái, mà đang tan rã về bản chất, biến thành một chế độ thất bại, với những viên đại tá sứ quân mạnh ai nấy lo trong một không gian vô pháp vô thiền.